Sáng nay, 28 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái dự và phát biểu khai mạc. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy huyện và tương đương, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh là bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ cơ sở, ủy viên Ban Thường vụ và ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương. Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát. Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát đạt được kết quả khá toàn diện, đồng bộ, đúng theo phương châm, giám sát phải được mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và những hạn chế thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Chủ động phát hiện sớm những vi phạm để xử lý, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian qua vẫn còn một số ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra đôi lúc thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát do nắm bắt chưa đầy đủ, chưa kịp thời những nội dung mới nên việc vận dụng thực hiện có lúc, có nơi còn lúng túng. Để lớp tập huấn đạt yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái yêu cầu từng đồng chí tham dự lớp tập huấn tuân thủ chặt chẽ nội quy, thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần và trách nhiệm cao trong học tập. Tôi đề nghị ban tổ chức lớp tập huấn thực hiện tốt cái công tác quản lý lớp học, cung cấp đầy đủ tài liệu và bố trí thời gian hợp lý để đảm bảo cho báo cáo viên trao đổi, giới thiệu bài giảng và thảo luận một cách hiệu quả nhất. Đảm bảo cái lớp tập huấn tuân thủ chặt chẽ nội quy, thể hiện nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận. Sau lớp tập huấn sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu từ lý luận và thực tiễn, từ những quy định của đảng để chúng ta triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát ở địa phương đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong thời gian 2 ngày học tập, các học viên sẽ được báo cáo viên là lãnh đạo vụ địa phương 7, Ủy ban kiểm tra Trung ương trình bày các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật của đảng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng.